Còn đúng một tuần nữa thì điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 sẽ chính thức được công bố, nghĩa là nhiều thí sinh có thể đoán được khả năng đỗ đại học theo nguyện vọng hay không. Thế nhưng vẫn còn thêm một cơ hội cho hàng chục ngàn thí sinh đỗ vào các trường đại học thuộc top đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh nhờ vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay. Đây là ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ. Với thời gian kéo dài 150 phút, 120 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm. Các cái câu hỏi này thì gần gũi với thực tế cuộc sống mà không nặng về lý thuyết. Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kỳ thi đánh giá khả năng tư duy độc lập của thí sinh thông qua việc tự chọn phương pháp, cách thức giải quyết vấn đề từ những dữ liệu đã đưa ra. Cấu trúc bài kiểm tra được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp kỹ năng đọc hiểu, phân tích từ bài thi SAT của Mỹ và kỹ năng phản biện giải quyết vấn đề từ bài thi TSA của Anh. Thi quốc gia thì nói chung là áp lực từ nhiều phía, còn kỳ thi này thì khá thoải mái và tự tin hơn. Chỉ cần thông qua một bài kiểm tra là có thể kiểm tra một cách tổng quát tất cả các phương diện, nên là kiểu thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai là mình kiểu như là mình không cần quá áp lực. Thang điểm cao nhất là 1.200, em nghĩ là như thế là phân hóa rất là cao ạ. Bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút, gồm 3 nhóm câu hỏi: ngôn ngữ, toán, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong đó thì có khoảng là 20% là câu hỏi khó. Dự kiến từ 15 đến 17 tháng 7 thì kết quả của kỳ thi này sẽ được công bố. Tuy nhiên thì vào thời điểm này đã có ít nhất là 3 trường đại học công bố điểm chuẩn dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực. Tính chung cả hai đợt thi thì đã có gần 50.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Không chỉ thu hút các thí sinh mà kỳ thi còn thu hút đến 25 trường đại học sử dụng kết quả của bài thi này để tuyển sinh. Thậm chí là có trường còn dành gần một nửa chỉ tiêu tuyển sinh từ kết quả của kỳ thi này. Rõ ràng là không phải ngẫu nhiên khi mà các trường đại học ưu ái lấy kết quả đánh giá năng lực để xét tuyển. Sau khi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực, đã có 3 trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn tuyển sinh dựa vào kết quả của kỳ thi. Với nhiều thí sinh chọn tham gia kỳ thi này vì cách tổ chức ngắn gọn, đề thi rất gần gũi thực tiễn chứ không nặng về lý thuyết như kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Em nghĩ là một kỳ thi mà có thể cho các trường sử dụng cái kết quả đó. Và nó thực tế, điều đó là làm cho giống như kiểu là khi mà mình vào đại học thì nó sẽ cọ sát được hơn. Là một trong 3 trường đại học đầu tiên vừa chính thức công bố điểm chuẩn để tuyển sinh từ kết quả kỳ thi này, trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết đây là cách để trường tuyển chọn được những thí sinh có năng lực phù hợp với môn học. Tương tự, trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định lấy kết quả đánh giá năng lực để xét tuyển bởi cách thức tổ chức thi và ra đề gắn với các yêu cầu cần có cho một sinh viên trong quá trình học đại học và hướng nghiệp. Cái kết quả thi tuyển năm vừa rồi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có một số cái sự việc gian lận, cho nên là một số trường e ngại cái kết quả đó và có thể sử dụng thêm cái kết quả này là một cái kênh xét tuyển riêng của họ. Học đại học về sau này chủ yếu là cách tư duy, cách giải quyết vấn đề, rồi cũng như các cái đam mê học tập của thí sinh. Còn nếu như mà chúng ta đánh giá chỉ đơn thuần vào kiến thức không thì nó cũng còn hạn chế. Kết quả thi tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông năm trước có gian lận cũng có thể là một trong số những nguyên nhân khiến không ít trường e ngại và muốn sử dụng thêm kết quả này làm kênh xét tuyển. Và dự báo năm tới sẽ có thêm nhiều trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh. Các đơn vị mà sử dụng cái kết quả này họ đều đã đặt cái vấn đề rằng là năm sau sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng cái địa bàn của kỳ thi để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh trên cả nước. Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo lộ trình sẽ mở rộng địa bàn tổ chức kỳ thi đến các tỉnh.